Thưa Pì Nọng, nghệ nhân Trung Trực, rú bản Hon, xã Bành Trạch, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn, đẩy Pì Nọng sở quây trang tặng nước chắc thân vằn cáng lai. Sáu bại lèo điệu hạt then đàn tính, chăn cả nạt nỉu, cỏng sóng, vạ ngài pây khẩu rim kỳ của mọi cần. Nghệ nhân Trung Trực, ten đầy đơ, lè mã văn trực, rinh viết xiên cầu bác chất xếp cầu, rú xạ vây hương huyện Bạch Thông. Trải sinh óc trang lườn nâm, mị cần ké chắc hạt then tức tính, tứ lai tời quá mà. Vừa ngám đẩy hạ pi, trải trực đã chắc tức hạt then đàn tính. Thân viết xiên cầu bác cầu xếp, vừa đẩy xếp SP, trải đạ son hạt then đàn tính, sáu bại cần ké trang lườn, trang bản còn. Thăng VS xiên cầu bát cầu khiếp hốc, trải đạ bay hạt biểu diện, rú bại bài thi liên hoan, hội diện nghệ thuật trang búng và toàn quốc. Tứ tí thăng nảy, trải trực đạ hạt then tính chăn cả đây tình, chắc hạt lai lèo điệu then của dân tộc Tài Nùng Táng Căn. Vi song xiên lỉnh hốc, trải bay biểu diện rú bại bày liên hoan, hội diện và đẩy lai giải thưởng. Vẹn giải A liên hoan tiếng hạt dân ca tỉnh Bắc Cạn Phi Song Xiên lỉnh hốc. Song giải A rú hội diện tiếng hạt ngành xây dựng tỉnh Bắc Cạn Phi Song Xiên lỉnh pét. Giải A rú bản hội văn hóa bãi dân tộc tỉnh Bắc Cạn Phi Song Xiên lỉnh cầu. Giải A liên hoan nghệ thuật hạt then đàn tính toàn quốc bài tài xí rú tỉnh Lạng Sơn Phi Song Xiên xếp nhì. Bài tài hốc rú tỉnh Hà Giang Phi Song Xiên xếp pét. Trang liên hoan hạt then đàn tính, bại dân tộc Tài Nùng Thái, bài tài hốc tỉnh Hà Giang, Phi Song Xiên xếp bét. Tiết mục bản còn tối mớ, sáu giọng hạt cỏng sóng liêm van của lục nhìn của trài, lé lan mã ngọc ánh. Giải giọng hạt then tính liêm van của cần ké, trung trực vạ ngọc viện, đạ đẩy giải A, vạ đẩy lai cần on, nắp trồng, nắp tình. Sáu khiêm sẩy nát điếp bại lèo điệu hạt then đàn tính khẩu bơn chất Phi Song Xiên xếp hốc. Nghệ nhân Mã Văn Trực đã thành lập câu lạc bộ hạt then đàn tính Trung Trực mì xếp sam cần nẻm son. Trai hết việc dỉ lè nát điếp bại dương văn hóa quỷ pèn của dân tộc Lầu và cùng tròi bại cần nẻm son thân biục xa đài chèn tứ nghề nảy thân cả này trai trực đã tại hử đẩy quạng song phát cần chắc hạt then đảm tính trang tỷ mì tàng lục nhìn của Lầu lan mã ngọc ánh lan đã chắc lai lèo điệu hạt then đàn tính và pá lè cần xương xì tại hử lan vừa đẩy váng lan tèo ao đàn óc mà xe tức lan chăn hôn hỉ và tự hào mưa hạt then đàn tính của dân tộc Tày. Tôi cũng rất muốn là những cái việc khác. Bởi việc đai mưa lăng vừa lục đà chắc đẩy lè xa hử lâu kha tang bay đẩy đầy hơn bài dương lâu nắt điếp thêm khỏi cùng ái hử lục lâu khảo thêm hơn thân bài dương đây nhạc của văn hóa dân tộc Lâu bài leo điều dân ca dân tộc Tày. Cần này bài lục đà mi năng kiêu giá chắc hạt và đẩy son giá lè thân tục cải khẩn bài lục cùng sẽ khảo thêm thân bài dường đây của văn hóa Lâu hơn hạt xe lai cần đẩy tình và chắc lai hơn cái văn hóa của mình được đưa ra công chúng nhiều hơn. Bài lèo điệu then cổ cầu mùa giao duyên giải lai lèo điệu then đai đã đẩy nghệ nhân Mã Văn Trực rú bản Hon xã Bành Trạch huyện Ba Bể hạt rú lai tì đẩy lai cần nát điếp then tính trang và tẳng nước chắc thân. Sài sáu hen hạt cỏng sóng nêm van bay khảo xiêm kỳ của mọi cần và nảo niệt hét óc bại nghé đàn tính xe dùng xe khai. Nghệ nhân Trung Trực đã cỏ phấn luông cải khảo chướng chắp bại lèo điệu dân ca Tày
cùng vẹn chướng chấp bại dương văn hóa quỷ pèng của bại dân tộc Việt Nam.